bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Triệu Lệ Dĩnh từ chối tái hôn với Phùng Thiệu Phong. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn giữ mối quan hệ tốt sau khi chia tay, tuy nhiên cô từ chối tái hôn với chồng cũ. Mới đây, trang X Today đưa tin, sau khi chia tay, Phùng Thiệu Phong đã theo đuổi lại vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh, ngỏ ý gương vợ lại lành, nhưng nữ diễn viên đã từ chối. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Harper's Bazaar Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh thể hiện thái độ dứt khoát trong tình cảm. Trong tình yêu, tôi không phải là người ỷ lại vào đối phương, tôi cảm thấy sự tự tin của phụ nữ cũng bao gồm buông bỏ, không phải lo lắng đánh mất một điều gì đó, sẽ để lại vết thương lòng. Nữ diễn viên chia sẻ, cô là người độc lập, không phụ thuộc vào người khác. Theo X Today, vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong chia tay trong hòa bình, cả hai tôn trọng đối phương và không có những bình luận thiếu tích cực về cuộc hôn nhân cũ. Hai diễn viên cũng không né tránh nhau trong công việc. X Today cho biết, gần đây, một công ty sản xuất phim mời Phùng Thiệu Phong và Lý Băng Băng đóng chính trong dự án mới. Tuy nhiên, Lý Băng Băng cảm thấy vai diễn không phù hợp. Vì thế, cô giới thiệu Triệu Lệ Dĩnh đóng thay. Khi Lý Băng Băng, Triệu Lệ Dĩnh tới gặp nhà sản xuất, Phùng Thiệu Phong cũng có mặt. Cả hai không tỏ ra khó xử, vui vẻ bàn luận về dự án. Họ là cặp nghệ sĩ hiếm hoi sau khi ly hôn, vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, không ngại hợp tác với nhau, một nhân viên bình luận. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết hôn vào tháng 10 năm 2018, đến tháng 4 năm 2021, hai nghệ sĩ tuyên bố ly hôn. Con trai tưởng tượng của họ do ông bà nội chăm sóc vì hai diễn viên đều bận rộn đóng phim. Mỗi khi có ngày nghỉ, Triệu Lệ Dĩnh tranh thủ tới Thượng Hải để thăm con. Hai diễn viên mong muốn con trai có thể cảm nhận đầy đủ tình yêu của cả bố và mẹ. Do đó họ duy trì liên lạc, gặp gỡ. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều liên tục đóng phim. Họ không bị bắt gặp, có đối tượng mới hay vướng tin đồn tình ái. Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, là tiểu hoa 8X hàng đầu Trung Quốc. Cô được biết tới với các tác phẩm như Lục Trinh Truyền Kỳ, Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt, Sợ Kiều Chuyện, Minh Lan Chuyện, Hữu Phị. Phùng Thiệu Phong hơn Triệu Lệ Dĩnh 9 tuổi, nổi tiếng với vai Bát A Ca trong loạt phim Cung Tọa Tầm Ngọc. Anh còn được biết đến qua Lan Lam Vương, Tây Du Ký, ba lần đánh bạch cốt tinh, Vương Quốc Ảo, Địch Nhân Kiệt. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh từng đóng chung trong phim truyền hình Minh Lan Chuyện. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.